Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã bắt đầu một tuần làm việc mới cùng bản tin xây dựng của báo điện tử Xây dựng. Sau đây là một số tin tức nổi bật trong tuần qua, kính mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tư 440 triệu đô la Mỹ cho cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tiếp đại sứ Uruguay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đầu tư 440 triệu đô la Mỹ cho cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là vấn đề được đề cập tại cuộc họp ngày 20 tháng 12 giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Osman Dayon về tiến độ triển khai dự án, chuẩn bị dự án cấp nước an toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn. Mục tiêu dự án nhằm rà soát quy hoạch cấp nước đồng bằng sông Cửu Long và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xác định hệ thống cấp nước tối ưu cho khu vực Tây Nam sông Hậu đến năm 2025. 7 địa phương thuộc dự án gồm An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Giai đoạn 1 của dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 440 triệu đô la Mỹ sẽ tập trung xác định phương án đầu tư phù hợp cho hệ thống cấp nước Tây Nam sông Hậu. Tại cuộc họp, ông Osman Dayon nhận định dự án kết hợp các hình thức khai thác nói trên để đảm bảo dự án có chi phí tốt, khả thi và bền vững. So sánh với phương án trước đó, phương án 5 có tính khả thi cao hơn và chi phí tốt nhất. Theo đánh giá của nhóm chuyên gia, chi phí đầu tư theo phương án 5 khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ, rẻ hơn so với phương án 1 1,7 tỷ đô la Mỹ trước đó. Ngoài việc tiết kiệm chi phí, phương án 5 còn giải quyết được vấn đề khử mặt, quản lý nước ngầm ở một số địa phương tốt hơn. Phương án 5 hiện nhận được sự đồng thuận của cả 7 địa phương tham gia dự án. Ngân hàng Thế giới đề nghị Bộ Xây dựng thành lập Ban chỉ đạo dự án và sớm họp Ban chỉ đạo để thông qua phương án. Đồng thời, Bộ Xây dựng cần sớm cập nhật quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, triển khai một số thủ tục liên quan để đảm bảo có thể trình lãnh đạo Ngân hàng Thế giới phê duyệt dự án vào tháng 3 năm 2020. Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, làm rõ, nâng cao tính chính xác của các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng để từ đó có lựa chọn các giải pháp kỹ thuật phù hợp, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ khử mặn và chia sẻ kinh nghiệm xử lý nước mặn đã áp dụng thành công trên thế giới. Đồng thời, Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Bộ Xây dựng trong quá trình tham mưu cho Chính phủ về việc triển khai thực hiện dự án. Nếu thành công, dự án sẽ mang lại sự đột phá về đảm bảo cấp nước an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng và Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thống nhất 3 tháng họp một lần lãnh đạo hai bên nhằm rà soát tiến độ triển khai công việc. Cuộc họp ban chỉ đạo đầu tiên dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 1 năm 2019. Bộ trưởng cam kết sẽ thực hiện đúng tiến độ là hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng Thế giới phê duyệt dự án vào tháng 3 năm 2020. Ngày 21 tháng 12, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà có buổi tiếp và làm việc với tân đại sứ Uruguay tại Việt Nam, Rosario Potel Casanova, nhân dịp bà đến nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Cảm ơn Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã dành thời gian đón tiếp, đại sứ Rosario Potel Casanova cho biết. Trong quá trình phát triển, Uruguay đã đạt được thành tựu trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt là thiết kế, thi công và Uruguay rất mong muốn được tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhận định những năm qua, Bộ Xây dựng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh mới, ngành xây dựng cũng phải đối diện không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, Bộ Xây dựng mong muốn mở rộng, tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới, trong đó có Uruguay, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, cấp thoát nước, xử lý rác thải. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà và đại sứ Rosario Potel Casanova nhất trí trong thời gian tới, Bộ Xây dựng và Đại sứ quán Uruguay sẽ làm việc cụ thể để lên chương trình khung hợp tác giữa hai bên nhằm tăng cường và đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Uruguay trong lĩnh vực xây dựng. Sáng ngày 20 tháng 12 tại Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh có buổi tiếp ông Jang Dae-sup, vụ trưởng cấp cao Quốc hội Hàn Quốc. Tham dự buổi gặp mặt còn có đại diện lãnh đạo các cục vụ trực thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam và các đại diện chuyên gia phía Hàn Quốc.
Thời gian qua, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực xây dựng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và các đối tác Hàn Quốc đã liên tục phát triển, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cho biết, Bộ Xây dựng đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác Hàn Quốc trong việc triển khai nhiều hoạt động hợp tác thông qua trao đổi đoàn công tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm. Trên cơ sở kết quả hợp tác trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đề xuất một số nội dung hợp tác với Hàn Quốc trong thời gian tới như hỗ trợ thực hiện dự án Trung tâm Hợp tác Việt-Hàn về đô thị thông minh, sử dụng vốn ODA Hàn Quốc. Đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ phạm vi hợp tác bao gồm tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và các chương trình, dự án nhằm nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật trong quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị. Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam. Đề nghị phía Hàn Quốc xem xét phê duyệt dự án vào danh mục tài trợ trong tài khóa 2020 và một số nội dung khác nữa. Hai bên đã trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề đang được quan tâm. Thay mặt phái đoàn, ông Jan Dae-sop, Vụ trưởng cấp cao Quốc hội Hàn Quốc bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng bền chặt, tốt đẹp hơn. Ngày 17 tháng 12 tại Bộ Xây dựng, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Hoàng Hải đã chủ trì hội đồng nghiệm thu dự án, điều tra, khảo sát thực trạng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng, đề xuất kế hoạch sửa đổi và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong xây dựng giai đoạn 2016-2018, thuộc đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam. Dự án nhằm mục tiêu rà soát toàn bộ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật an toàn, tiêu chuẩn an toàn hiện hành để đề xuất kế hoạch sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định kỹ thuật về an toàn lao động trong thi công xây dựng, công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Hội đồng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia phản biện. Đa số các thành viên đều đánh giá cao ý nghĩa và tính cấp bách của đề tài. Kết luận hội nghị, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Hoàng Hải đồng tình với ý kiến của các chuyên gia và đánh giá cao các sản phẩm của đề tài. Nhìn chung, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài một cách công phu với khối lượng công việc lớn. Cục trưởng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu và bổ sung các nội dung theo ý kiến đóng góp của các chuyên gia để đề án được hoàn chỉnh hơn. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài với tổng số điểm là 35,7. This was the issue mentioned at the meeting on December the 20th between Minister of Construction Pham Hoang Hoa and Director Osamir Donner of the World Bank in Vietnam on the progress of project preparation projects safe water supply in the Mekong Delta. Minister Pham Hoang Hoa said that Vietnam would soon complete procedures to confirm the use of $440 million in loans for the project. WB suggested the Ministry of Construction to set up steering committee PSC and early PSC to approve the plan. After examining the plan, the Project Management Unit, Department of Technical Infrastructure, will conduct feasibility study of the project. WB will also request the Ministry of Construction to update the water supply planning in Mekong Delta and implementing some related procedures to ensure that WB can approve the project in March 2020. In recent years, the Ministry of Construction and the World Bank have coordinated the implementation of a number of activities with certain results related to the project. However, there are still some points that need to be clarified to ensure the effectiveness of the project. Minister Pham Hoang Hoa suggested that WB continue to support research, clarify and improve the accuracy of scenarios for climate change and sea level rise so as to select appropriate technical solutions. In the end, the two sides agreed on a three-month, two-leaders meeting to review the progress of the work. On December the 20th at the Ministry of Construction, Deputy Minister Biu Pham Khan had a meeting with Mr. Jang Dae-sub, Senior Director of the National Assembly of Korea. Deputy Minister of Construction Biu Pham Khan expressed his pleasure to welcome the delegation of the Republic of Korea to visit and work in Vietnam. The Ministry of Construction has closely worked with the Korean partners to carry out many cooperative
activities through the exchange of missions, exchange of information, sharing of experiences, conferences, seminars, training programs, exchange of experts. In particular, the two sides have conducted intensive cooperation activities in the field of housing and real estate market, urban planning, management and development through research cooperation, intellectual sharing and ODA projects. Based on the results of cooperation in the recent years, the Ministry of Construction proposed some cooperation with South Korea in the future as supporting the implementation of the project Center for Cooperation in Intelligent Urban Vietnam Korea, using Korean ODA and request the Korean to support the scope of cooperation including policy advice, technical assistance, and programs to improve institutional and technical capabilities in the management of urban technical infrastructure development. During the meeting, the two sides discussed and shared many issues of concern. On behalf of the delegation, Mr. Jang Dae-sub, Senior Director of the National Assembly, expressed his wish to continue to support and assist Vietnam in all areas to promote cooperation between the two sides for the better. On the 17th of December, in Hanoi, at National University of Civil Engineering, the Vietnam-Japan Institute of Advanced Technology, the Japanese Timber Association, and the Japan Human Resources Development Organization jointly organized the Vietnam-Japan House Building Forum for the second time. Speaking at the welcome, GTA Director Sunichi Takashita expressed his hope that the cooperation between Vietnam and Japan's Institute of Advanced Technology will be developed and experts will study new techniques, new materials to contribute to the development of housing construction in Vietnam. Representatives of the NUCE, Professor Doc Phan Quang Minh, said that in 2017, NUCE and Japanese enterprises successfully organized the first workshop on building house. This year, on the basis of the fruitful cooperation between NUCE and JTA, this event will promote cooperation, exchange of information, and technical exchanges between companies, specialists, and engineers of the two countries, facilitating the development of the housing market in Vietnam. Recently in Hanoi, the National University of Civil Engineering and Japan Steel Corporation held the opening ceremony of the Human Resource Development Project for Structural Steel Fabrication. At the event, a representative of JFE expressed that the course has provided the best knowledge and experience in Japan's steel technology for the development of infrastructure in Vietnam. Dr. Kazuhiro Seto, director of the Steel Research Department, said, "Since 2012, the NUCE and JFE Steel Group has carried out many collaborative activities, such as joint research and co-hosting of seminars and conferences to promote the development of infrastructure in Vietnam. On that basis, we will continue to support and develop the human resources of steel structure engineers to meet the requirements of Vietnam's infrastructure." This year's course covered the following topics: steel production process, Vietnam project, Japanese odor, erosion of steel material, basic structure and structure of port, structure construction and design, bridge structure and design, joining and welding. A total of 16 lectures, each lecture lasted for 2.5 hours and courses were treasures for Vietnam construction. Xanh mênh mang của trời, nâu mỡ màu mẹ đất, dòng nước tưới diệu kỳ, nảy mầm xanh như ngọc. Bàn tay người chăm sóc rực sắc vàng bội thu. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng. Đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa, đó chính là VinCity, đại đô thị với quy mô chưa từng có. Hơn cả một nơi ở, đó chính là chốn an cư hoàn hảo cho nhiều thế hệ. Hơn cả một lựa chọn, đó chính là nơi sức sống ngập tràn với vô vàn tiện ích. Hơn cả một giấc mơ, đó chính là cuộc sống đủ đầy ngay trong tầm tay bạn. VinCity, đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa. Đỉnh Phan Xipang, biểu tượng của sự chinh phục và lòng quyết tâm. Giờ đây, hệ thống cáp treo 3 giây đạt nhiều kỷ lục thế giới sẽ đưa du khách xuyên qua những tầng mây để chinh phục nóc nhà Đông Dương, cùng đến Phan Xipang Legend và chiêm ngưỡng dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ với bạt ngàn hoa đỗ quyên khoe sắc. Hãy chạm tay vào nóc nhà Đông Dương để tiếp sức cho những giấc mơ của bạn. Phan Xipang Legend, nơi gặp gỡ đất trời. Bình yên, sang trọng và khác biệt, FLC Hạ Long Bay Golf Club and Luxury Resort tọa lạc tại trung tâm thành phố Hạ Long với 260 căn biệt thự nghỉ dưỡng có bể bơi riêng,
sân gôn 18 hố độc đáo, căn hộ khách sạn 5 sao 21 tầng tiêu chuẩn quốc tế, mang đến phong cách sống đẳng cấp, chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Hạ Long kỳ thú từ trên cao. FLC Hạ Long Bay Golf Club and Luxury Resort, kỳ quan đứng giữa kỳ quan, một sản phẩm của tập đoàn FLC. Nơi gặp gỡ đất trời. Vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin xây dựng số 72 của chúng tôi. Bản tin được phát tại địa chỉ www.baosayduong.com.vn. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.